Mai trắng, hay còn gọi là nhất chi mai, là loài cây quý được xếp vào nhóm tứ quý đại diện cho bốn mùa là tùng, cúc, trúc, mai. Vốn là loài cây kén người chơi, nhưng vài năm trở lại đây, mai trắng trở nên phổ biến và được rất nhiều người lựa chọn để trang trí nhà trong dịp Tết. Đối với bản thân của chị thì thường thường mỗi khi Tết đến xuân về, nhà nhà và mọi người đều chọn cho mình những cành đào, những cây quất, nhưng riêng đối với chị, nó đã gắn liền với chị rất là lâu rồi, vì chị rất là thích cái mai trắng, bởi vì nó thể hiện một cái sự tinh khiết, một cái sự sang trọng đối với lại riêng cá nhân chị. Cây mai trắng chỉ sống ở những nơi có mùa đông. Trong tiết trời đông giá lạnh, nhiều cây và các loài hoa úa tàn, nhưng hoa mai trắng vẫn tinh khôi bừng nở bên những lộc non mơn mởn. Mai đẹp là ở dáng cây, sắc hoa và ở cả bộ rễ. Cây mai lớn chậm, gốc xù xì, thân và bộ rễ có màu đen óng. Nhất chi mai có màu trắng tinh khiết, một bông thường có từ 5 đến 6 lớp cánh nhỏ xếp chồng lên nhau. Cá biệt có bông có đến 8-9 lớp cánh. Một chủ vườn hoa mai cho biết, mai trắng kể từ khi ra nụ đến lúc tàn có 4 màu, từ nụ xanh chuyển qua nụ đỏ, khi nở hoa thì có màu trắng, đến khi gần tàn sẽ chuyển dần sang màu tím. Nhất chi mai quý không chỉ ở sắc hoa thanh khiết, công chăm sóc, tạo thế công phu, mà còn ở đặc tính nở hai lần của hoa. Hoa nở lần đầu từ khoảng 25 âm đến rằm tháng giêng, mai nở lần hai khoảng tháng 2 âm lịch. Mai tái nở còn được gọi là chính vụ, với những cánh trắng bung tỏa rạng rỡ, xen lẫn những chồi lộc xanh tươi. Theo quan điểm của người xưa, mai trắng là loài hoa đại diện cho mùa xuân, vừa mang cốt cách ngay thẳng, kiên cường của người quân tử, nhưng cũng mảnh mai, yêu kiều như hình bóng của thiếu nữ. Người yêu vẻ đẹp tinh tế của loài hoa này sẵn sàng bỏ ra vài triệu tới vài chục triệu đồng để mua hoặc chỉ thuê một cây mai trắng về chơi Tết. Từ xa xưa, ngoài chơi các loại cây phổ biến trong mùa xuân như đào, quất cảnh, người Hà Nội còn có thú chơi mai trắng. Có thể thấy, trong vô số những loại hoa chơi Tết khác nhau, hoa mai trắng luôn có một vị trí và ý nghĩa nhất định. Một loài hoa mang phong vị cao nhã và tinh tế của người chơi.